Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục như xin phép được cập nhật đến cho các anh thêm một mẫu loa sub điện nữa đến từ đất nước Nhật Bản, đó là con Yamaha SW320. Thì đây là một cái mẫu sản phẩm có bát đường kính 25 ấp đốc và sử dụng dòng điện nội địa là 100V. Thì trong video hôm nay chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể nội ngoại thất và gửi đến mọi người một số cái thông số kỹ thuật cơ bản về cái dòng loa sub điện này để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tham khảo và đánh giá trực tiếp trên cái video này ha. Và trên đầu video thì Nhật cũng xin phép được chia sẻ cái mức giá bán. Thì con sub SW320 đợt này Nhật về còn giữ được tình trạng khá là tốt và zin nguyên bản. Thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 9 triệu và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha các anh. Nên các anh lưu ý chỗ này giúp Nhật. Rồi không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết sản phẩm ạ. Với kích thước của dòng loa sub điện này, nó sẽ có chiều ngang là 34, chiều cao tính từ đáy lên ha là 43 và chiều sâu vào là 37 ha các anh. Đây là một cái kích thước mà Nhật nghĩ là một cái mẫu loa sub điện nằm trong phân khúc giá tầm trung, nó đáp ứng cực kỳ tốt ha. Rồi đầu tiên thì Nhật sẽ quay tổng thể hình thức của dòng loa sub trước ha các anh. Về tổng thể cái con sub đợt này Nhật về thì còn giữ được tình trạng khá tốt nè mọi người. Cái thùng loa sub này nó là một cái mẫu loa được làm bằng gỗ công nghiệp ha. Và bên ngoài thì nó sẽ được dán một lớp xi giả gỗ khá là đẹp như thế này nè mọi người. Đó thì các anh có thể quan sát ở đây ha, tình trạng loa. Thì cái mẫu đây là những cái mẫu loa mà được Nhật đặt order trực tiếp từ Nhật Bản về, nên là còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt nha các anh. Ở phía bên trên của bên phải cạnh này thì nó hơi bị chém chém một tí xíu ha, nhưng mà thấy là cái thẩm mỹ nó không có quá xấu ha mọi người, và tình trạng thì còn khá là đẹp ha. Quan trọng hơn là về góc cạnh cũng như là về cái thân thùng á, nó không ẩm nở và bể gãy nhiều ha. Bên phải này thì chúng ta sẽ có một cái loa thoát hơi, cái lỗ thoát hơi khá là lớn như thế này, và tình trạng xi giả gỗ này thì còn khá là đẹp ha. Rồi tình trạng góc cạnh của cái mặt phía sau cũng khá đẹp ha mọi người. Rồi phía bên trước này thì chúng ta sẽ có một cái bảng cân chỉnh ha. Trên đây thì nó cũng sẽ có ghi model của sản phẩm nè, SW320. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn on off standby ha, chế độ tạm nghỉ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái nút cân chỉnh hai kết để cắt giải tần số từ 40 cho tới 140 Hz ha. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái nút âm lượng cỡ 10 chế độ nè. Đó thì các anh có thể cân chỉnh cái này theo sở thích ha. Và cái tất các tần số này thì Nhật khuyến cáo là nếu như các anh mình sử dụng cái dòng loa sub này ở không gian lớn thì mình hãy chơi cái tính năng này ha. Còn không thì các anh cứ để tính năng này càng nhỏ càng tốt ha. Khi mà cái tính năng này nó tạo lên cái tiếng cắt của cái độ âm thanh thì nó rất là khó chịu. Đó, đây là cái lưu ý mà người nên cân nhắc trước khi chơi cái tính năng đó ha. Và phía bên trước mặt này, phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái logo của Yamaha và còn giữ được tình trạng khá là đẹp như thế này mà nè mọi người. Đó, thì tất cả những cái mẫu loa sub điện thì phía bên chân đế của nó sẽ có một cái khung làm khá là chắc chắn và vạm vỡ ha. Thì từ đây nó sẽ mang lại cho các anh một cái trải nghiệm âm sắc tốt và cũng như là giữ được cái thân loa của mình vạm vỡ và không có bị rung chuyển khi mà tiếng sub phát ra ha. Rồi, đây là tổng thể cái gương mặt phía sau của mẫu loa sub điện này Nhật về nè. Đó, các anh có thể thấy là vuông góc cạnh vuông vức và phần nước sơn phía bên sau này nó không có bị kiểu như bị ten lên do thời tiết và cũng như là do thời gian sử dụng á các anh. Và các anh có thể thấy là tình trạng loa của mình còn rất là đẹp ha. Rồi phía bên trên này thì chúng ta sẽ có một số cái để cho các anh mình cắm ngõ RCA vào để mình cấp nguồn tín hiệu đầu vào ha. Và phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái dãy cầu loa, thì một dãy dành cho khi mà mình xuất âm thanh ra từ loa sub này ra những cái loa con rời ha. Và các anh cũng có thể chơi sub này trực tiếp dây điện dây loa từ âm ly ra ha. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một số cái thông số kỹ thuật như là dòng loa sub này được sản xuất tại Malaysia ha, và sử dụng dòng điện nội địa là 100V và nó có cái mức công suất tiêu thụ điện là 85W. Thì đây là cái mức công suất tiêu thụ điện thôi ha các anh. Và Nhật cũng có tham khảo trên kênh của Yamaha thì cái mẫu loa sub 3 SW320 này nó sẽ có cái mức công suất tối đa chịu tải lên tới 250W. Đó thì từ cái số watt này thì các anh cũng có thể cân nhắc và mình sử dụng tốt trong các dòng phòng khoảng từ 30m² ha, khá là đặc biệt, khá là hay ha. Rồi thì phía bên dưới này chúng ta sẽ có một cái phần bát 25 ấp đất, thì tí nữa Nhật sẽ tháo ra để các anh mình quan sát cho kỹ lưỡng hơn ha. Rồi về tổng quan cái mẫu loa sub này, ngoại thất thì còn giữ được tình trạng cực kỳ đẹp ha các anh. Đó, không có bị bể gãy và cũng như là bị ẩm nở quá nhiều.
Thì cái mẫu loa súp này trước giờ thì Nhật cũng đã có phối ghép cho rất là nhiều khách hàng rồi. Thì nó sẽ đáp ứng cực kỳ tốt cho các anh trong không gian khoảng 30m² cho những bộ dàn âm thanh karaoke cũng như là nghe nhạc khá là hay. Và riêng về cái chất âm của súp Yamaha, nó sẽ mang lại cho các anh một cái tiếng đánh khá là lực và cũng như là rất mạnh mẽ ha. Đó, từ đó các anh có thể phối ghép phù hợp với rất là nhiều dàn nghe nhạc cũng như là dàn karaoke. Rồi, tiếp đến thì Nhật sẽ tháo phần loa bên trong ra để cho các anh mình tham khảo. Dạ rồi, thì Nhật cũng đã tháo một phần ở phía bên dưới cái phần loa súp này ra rồi ha các anh. Và đặc biệt trên cái dòng loa súp SW320 này, nó sẽ có một thêm một cái màn bảo vệ cho cái phần loa bass của mình khá là chắc chắn ha. Và đây là cái phần off để mà bảo quản được cái phần bảo vệ này nè. Và các anh cũng có thể quan sát ở đây ha. Đó, đây là những cái tán ốc mà chưa có dấu hiệu tháo mở nè. Đó, thì các anh có thể thấy là cái độ zin của loa mình còn khá là tốt ha. Rồi, tiếp đến thì Nhật sẽ tháo cái khung loa sắt này ra để gửi cho các anh tham khảo về cái phần mặt của củ loa bass này ha. Dạ rồi, thì Nhật cũng đã tháo cái phần củ loa súp ra rồi. Thì rất mong mọi người thông cảm về cái màn bảo vệ này nè. Khi mà mình tháo nó ra thì nó sẽ mất zin cái loa đi, nên là Nhật sẽ không xin phép không được tháo nó ra ha. Và Nhật đảm bảo cho mọi người là về cái phẩm mỹ cũng như là cái mỹ quan ở bên trong cái loa này còn zin nguyên bản và chưa có dấu hiệu bị rạn nứt hay là bị bể mẻ gì ha. Bởi nó có một cái màn bảo vệ này khá là chắc chắn, cũng như là cái công dụng của màn bảo vệ này thì nó sẽ giúp cho các anh mình bảo vệ cho cái phần loa súp trầm của mình tốt hơn và cũng như là không có bị chuột hoặc là các động vật nó xâm hại vào ha. Nên các anh cứ yên tâm về cái phần mặt loa này. Rồi, riêng về phần củ loa thì các anh cũng có thể quan sát ở đây. Chúng ta sẽ có một cái phần củ loa đôi như thế này ha, củ từ đôi và tất cả những cái viền loa nè. Đó, các anh có thể quan sát thấy là nó được sơn tĩnh điện màu đen và còn giữ được tình trạng khá tốt ha. Chưa có cái dấu hiệu bị ten xét và cũng như là chưa có dấu hiệu bị lão hóa nè. Đó, thì từ cái củ loa bass 25 này nó có một cái khung sườn cũng như là những cái củ từ khá là bự như thế này, thì từ đó các anh mình có thể trải nghiệm được một cái âm sắc khá là lực và cũng như là khá là hay từ súp Yamaha ha. Rồi, bên trong thùng thì chúng ta sẽ có một cái phần bo công suất ha, xử lý tín hiệu và công suất nè. Thì các anh có thể quan sát thấy là tình trạng của mình còn khá là đẹp và nó cũng sẽ có một cái tăng phô khá là lớn như thế này ha. Và tình trạng tăng phô nè, các anh có thể nhìn thấy là chưa có dấu hiệu bị thay thế hay là bị tay xét do lão hóa do thời gian ha. Và Nhật cũng đảm bảo với mọi người đây là những cái mẫu loa súp điện mà được Nhật đặt order trực tiếp từ Nhật về và chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam và còn zin nguyên bản 100% ha, nên các anh cứ yên tâm sử dụng. Và bên Nhật cũng có chế độ bảo hành cho các anh sử dụng trong vòng 3 tháng và hậu mãi về sau. Từ đó thì các anh có thể yên tâm sử dụng những cái mẫu sản phẩm bên Nhật ha. Dạ rồi, thì vừa rồi Nhật cũng đã quay tổng thể đồ nội thất của mẫu loa súp Yamaha SW320 này để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi ha. Riêng về cái phần ngoại hình cũng như là nội thất á thì còn khá là đẹp và chưa có dấu hiệu bị thay thế hay là bị đâm chọt gì hết ha các anh. Đó, thì từ những cái mẫu loa súp này thì các anh có thể sở hữu về để mình bày trí đẹp và nghe hay trên những bộ dàn âm thanh nghe nhạc, và đặc biệt là các anh có thể sử dụng để mình kết hợp vào dàn karaoke để mình hát karaoke khá là hay ha. Riêng về cái đánh giá khách quan của Nhật thì Nhật thấy cái mẫu loa súp điện này nó có một cái tiếng đánh cực kỳ lực và mạnh mẽ các anh. Đó, thì từ đó các anh có thể nghe đa thể loại nhạc và cũng như là ghép vào dàn karaoke khá là hay. Rồi, Nhật xin nhắc lại cái mức giá bán thì hiện tại cái mẫu loa súp SW320 bên Nhật về còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt như thế này thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 9 triệu, và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha các anh. Nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo, Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 579-9T đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để mình nghe qua trải nghiệm qua cái mẫu loa súp trước khi mình xuống tiền. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.